Xin kính chào quý vị và các bạn đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về chiến sự thế giới trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Ông Putin động binh ngay tại biên giới Nga chọc thủng Bedici ở Avdiivka. Ngoại trưởng Italia nêu quan điểm về việc NATO đưa quân đến Ukraine. Hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ quá lạc hậu trước tên lửa siêu thanh Nga. Nhà báo Pavel Zarubin hôm 16 tháng 3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được báo cáo về thông tin Ukraine có kế hoạch sử dụng các nhóm trinh sát đặc nhiệm để vượt qua biên giới. Kế hoạch được Nga phát hiện hai tuần trước khi vụ tấn công biên giới mới nhất xảy ra. Ngay lập tức, ông Putin đã ra lệnh thay thế lính nghĩa vụ tại biên giới bằng quân nhân chuyên nghiệp và lực lượng đặc nhiệm. Nhà báo Zarubin nói, Tổng tư lệnh đã ra lệnh rút lực lượng gồm lính nghĩa vụ khỏi biên giới và thay thế họ bằng quân nhân chuyên nghiệp, lính tình nguyện và lực lượng đặc nhiệm, đó là điều đã được thực hiện. Gần đây, các tay súng phía Ukraine được cho là đã liên tục xông qua lãnh thổ Nga, thực hiện nhiều cuộc tấn công phá hoại tỉnh Belgorod và Kursk. Tổng thống Putin cho rằng những hành động phạm tội vô nghĩa xét về mặt quân sự này nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Ông Putin cũng tuyên bố sẽ trừng phạt nỗ lực của Ukraine nhằm phá hoại cuộc bầu cử ở Nga. Đài RT dẫn phát biểu của Tổng thống Putin trong cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga hôm 15 tháng 3 để làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa dân thường, ít nhất ở khu vực biên giới, chính quyền Kiev đang tìm cách thực hiện các cuộc tấn công vào khu định cư ở Nga. Tổng thống Putin cho biết 95% số đạn pháo và tên lửa của Ukraine trong đợt tấn công vào vùng biên đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ tuy nhiên ông thừa nhận rằng một số tên lửa và đạn pháo đã vượt qua các hệ thống phòng không và gây thương vong cho dân thường nga ông putin cho rằng đợt gia tăng căng thẳng có thể là chiêu trò quảng cáo của ukraine trước công chúng trong nước và những nước ủng hộ phương tây về một vài bước tiến quân sự ông tuyên bố giới lãnh đạo ukraine sẽ không bao giờ ham dọa được người dân nga mà chỉ giúp moscow thêm đoàn kết trong khi đó, tại khu vực Semenivka, bằng một cách không thể tưởng tượng được, lực lượng vũ trang Nga đã vượt qua được hàng phòng ngự của Ukraine ở Berichi, vượt sông Duna và thiết lập quyền kiểm soát ở tại đây. Nếu quân đội Nga giành được chỗ đứng, điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của tuyến phòng thủ này. Kênh Deep State của Ukraine cũng thừa nhận, lực lượng Kiev mặc dù đã cơ bản chặn được đà tiến công của đối phương, nhưng vẫn không thể ngăn được lực lượng Nga tiến vào Tonenko và phía bắc Oslipka tại Tây Adipka. Quân đội Nga mỗi ngày tiến rất chậm, Ukraine đã tìm cách khắc phục tình hình, giữ ổn định chiến tuyến sau vài tuần chỉ tháo chạy và rút lui. Thời gian gần đây, Ukraine đã liên tục bắn rơi các chiến đấu cơ của Nga. Tỷ lệ này có vẻ đang gia tăng hơn so với tháng 2. Theo các chuyên gia, thành công gần đây của Ukraine có lẽ là do sự thay đổi chiến thuật của Moscow, được triển khai nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Kiev. Ông Justin Brown, chuyên gia về Nga và chiến tranh trên không tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, RUSI nghiên cứu về an ninh và quốc phòng, nói rằng các chiến đấu cơ của Nga đã không còn được triển khai gần chiến tuyến kể từ tháng 5 năm 2023, sau khi hai tiêm kích và hai trực thăng của nước này bị bắn rơi. Khoảng cách đó đã tăng thêm trong những tháng gần đây khi Nga dựa vào việc phóng số lượng lớn bom lượn. Giới phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS cho rằng máy bay Nga dường như đang mang nhiều bom lượn hơn để tạo ra khoảng cách xa hơn nhằm tránh tổn thất thêm. Tuy nhiên, theo quan sát của ông Brand, sự thay đổi chiến thuật trên của Nga có lẽ giải thích vì sao Ukraine dường như bắn hạ được nhiều máy bay hơn, dù ông nhấn mạnh rằng không phải tất cả vụ bắn hạ máy bay gần đây đều được phía Moscow xác nhận để những quả bom lượn có thể di chuyển đủ xa từ một khoảng cách nhất định đòi hỏi phải bay ở độ cao và vận tốc rất lớn. Điều này đồng nghĩa các chiến đấu cơ của nga phải bay cao hơn, từ đó giúp ukraine có thêm thời gian để phát hiện và nhắm mục tiêu vào chúng. chuyên gia Bran nói. Ông Bran nhấn mạnh điều này sẽ giúp ukraine có thêm thời gian để đánh chặn khi các chiến đấu cơ của nga bay ở độ cao lớn hơn. Còn theo Matthias Eken, chuyên gia về phòng thủ tên lửa tại tập đoàn RAND, mặc dù Ukraine có những thành công gần đây, nhưng điều này rất khó có thể thay đổi cục diện xung đột. Theo chuyên gia Eken, những suy đoán cho rằng Nga sẽ nhanh chóng sử dụng hết kho bom lượn của nước này dường như vô căn cứ. Bom lượn được cho là loại vũ khí khó ngăn chặn và giá thành sản xuất rẻ. Chuyên gia Eken cho biết, có vẻ như Nga sẽ không sớm cạn kiệt bom lượn, mặc dù nước này có thể gặp khó khăn trong việc bổ sung một số loại bom lượn. Cùng với việc kho tên lửa của Ukraine đang cạn kiệt, nếu số lượng tên lửa giảm xuống mức quá thấp, lực lượng không quân Nga có thể hoạt động tự do hơn và gây ra hậu quả lớn cho Kiev. Bản thân các chỉ huy Ukraine cũng phải thừa nhận sức công phá rất cao của loại bom lượn của Nga. Dmitry Rykovy, người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết, bom lượn của Nga có khả năng phá hủy hoàn toàn các ngôi nhà và các công trình được sử dụng làm công sự phòng thủ. Một binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn tấn công hoạt động gần thị trấn chiến lược Abdiivka chia sẻ, những quả bom này phá hủy hoàn toàn bất kỳ vị trí nào. Tất cả các tòa nhà và công trình chỉ đơn giản là biến thành một cái hố sau khi quả bom xuất hiện. Nga được cho là đã tăng đáng kể tần suất sử dụng những quả bom này nhằm vào các vị trí của Ukraine, đặc biệt là quanh ABFK. Quân đội Nga vừa qua phóng hai tên lửa cách quãng trong đòn tập kích kép đầu tiên ở Odessa. Quan chức Ukraine cho biết tên lửa đầu tiên rơi xuống một công trình dân sự ở Odessa, phía nam nước này khiến nhiều người thương vong. Nhân chứng Maria Slisoska, 50 tuổi, sống gần nơi xảy ra vụ tập kích cho biết, trong đòn tấn công đầu tiên, cửa sổ nhà bà vẫn nguyên vẹn. Nhưng khoảng 5 phút sau đó, khi xảy ra vụ tấn công thứ hai, chân nhà bị hư hại, chân thạch cao trong bếp sập xuống. Đòn tập kích được tiến hành trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ trả đũa và trừng phạt Ukraine vì đã tấn công nhiều khu vực tại Nga để gây gián đoạn cuộc bầu cử Tổng thống đáp lại tổng thống ukraine volodymyr zelensky nói rằng lực lượng ukraine sẽ làm mọi điều để làm cho người nga cảm nhận sự đáp trả của họ đối với cuộc tấn công bằng tên lửa ông nói rằng hoạt động cứu hộ đang tiếp tục nhưng gọi cuộc tấn công của nga là một hành động hèn nhát ông zelensky nói thêm trong số những người thiệt mạng và bị thương có các nhân viên y tế khẩn cấp và những người cứu hộ tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả gia đình và người thân của họ trước đó ukraine cũng cáo buộc nga tập kích tên lửa vào odessa khi phái đoàn hy lạp đang tham cảng cùng tổng thống zelensky phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev sau đó cho biết moscow không chủ đích tập kích đoàn xe của tổng thống ukraine vì nếu đã lên kế hoạch thì không bao giờ bắn trượt Odessa là cảng quan trọng xuất khẩu ngũ cốc ở Ukraine và cũng là căn cứ chính của hải quân nước này trước khi nổ ra xung đột hồi tháng 2 năm 2022. Một chỉ huy hải quân Ukraine cho hay, Nga đã phóng hơn 880 máy bay không người lái UAV tấn công và hơn 170 tên lửa vào cơ sở hạ tầng cảng khu vực Odessa kể từ tháng 7 năm 2023, sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian trong khi đó thị trường Moscow Sergei Sobiani mới đây cho biết ít nhất bốn máy bay không người lái Uav Ukraine đã bị phá trên đường bay tới thủ đô của nga vào sáng ngày 17 tháng 3 ông cho biết hai mục tiêu bị bắn hạ ở quận Domo Dedovo hai chiếc Uav khác bị đánh chặn ở các quận Ramensky và Stupino Cũng theo thị trường Moscow không có thiệt hại về tài sản và thương vong tại những nơi những mảnh vỡ Uav rơi xuống Ngoài ra, sân bay Domo Dedovo nằm ở phía nam thủ đô Moscow vẫn hoạt động bình thường. Cùng thời điểm, một vài chiếc UAV của Ukraine cũng đã tập kích vào một nhà máy lọc dầu ở thị trấn Slavian thuộc vùng Krasnodar của Nga, gây ra hỏa hoạn nhưng đám cháy nhanh chóng được khống chế. Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng Nga, Thượng tướng Alexei Kim ngày 16 tháng 3 cho biết, quân đội nước này sử dụng bom nhiệt áp tập kích vị trí triển khai của nhóm Kraken, đề cập tới đơn vị đặc biệt của tình báo quốc phòng Ukraine. Tướng Kim nói 300 binh sĩ Ukraine bị hạ trong cuộc không kích chính xác của Nga, song không công bố vị trí và thời gian cụ thể. Thông tin trên được ông Kim đưa ra trong cuộc họp tại trụ sở Bộ Chỉ huy Lực lượng Hỗn hợp, nơi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nghe các chỉ huy báo cáo về tình hình xung đột ở Ukraine. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy lực lượng Nga đã dùng một quả bom nhiệt áp ODAB-1500 tấn công lực lượng Ukraine, theo tác Vũ khí nhiệt áp còn gọi là bom chân không, là loại vũ khí sử dụng oxy từ không khí xung quanh để tạo ra một vụ nổ có nhiệt độ cao, gây ra hàng loạt sóng chấn động dài và lớn hơn các loại vũ khí sử dụng chất nổ thông thường. Khi được phóng đi, chúng sẽ tạo ra vụ nổ có sức công phá lớn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí CACNP, một vụ nổ của bom nhiệt áp đủ để làm sập các tòa nhà, các bức tường hoặc các hầm cũng không thể bảo vệ mục tiêu trước vụ nổ của vũ khí này. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đã cảnh báo việc triển khai quân của khối NATO do Mỹ dẫn đầu tới các chiến trường ở Ukraine có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu, thực chất là một chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Antonio Tajani đồng thời loại trừ khả năng quân đội Ý được triển khai để hỗ trợ cuộc xung đột của Kiev trong một cuộc phỏng vấn bên lề triển lãm Les Expo ở Verona, khi được hỏi về khả năng quân NATO sẽ triển khai vào Ukraine, ông Tajani đã lên tiếng phản đối ý tưởng này. Ngoại trưởng Italy cho hay, tôi nghĩ rằng NATO không nên đưa quân tới Ukraine, đó sẽ là một sai lầm. Chúng tôi cần giúp Ukraine tự vệ, nhưng việc đưa quân vào nước này để tiến hành cuộc xung đột chống lại Nga đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra thế chiến thứ ba. Khi được hỏi về việc các quốc gia NATO khác gửi quân tới hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt là Pháp, ông Tajani cho biết ông hy vọng điều đó không xảy ra. Tuyên bố của Ngoại trưởng Tajani được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc phỏng vấn một lần nữa nhắc đến chủ đề gửi binh sĩ phương Tây tới Ukraine. Tổng thống Macron mô tả Nga là đối thủ của Pháp, đồng thời nhấn mạnh rằng Paris không gây chiến với Nga, mà chỉ ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột. Về khả năng triển khai quân tới Ukraine, ông Macron từ chối đưa ra thông tin cụ thể, nhấn mạnh rằng ông không muốn duy trì sự mơ hồ về mặt chiến lược và bởi những lý do của riêng mình. Vào cuối tháng 2, Tổng thống Macron nói phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine. Sau đó, nhà lãnh đạo Pháp thừa nhận không có sự nhất trí nào trong giai đoạn này về việc phương Tây triển khai quân đội trên thực địa. Ông Macron cũng nhấn mạnh Pháp không chủ động cân nhắc đến việc đưa quân tới Ukraine. Tuyên bố của Tổng thống Macron đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các quan chức thế giới. Một số nhà lãnh đạo tuyên bố họ không có kế hoạch trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn bên lề triển lãm Les Expo ở Verona, khi được hỏi về khả năng quân NATO do Mỹ dẫn đầu tới các chiến trường ở Ukraine, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani đã lên tiếng phản đối ý tưởng này. Ông Tajani nói, việc triển khai quân của khối NATO do Mỹ dẫn đầu tới các chiến trường ở Ukraine có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu, thực chất là một chiến tranh thế giới thứ ba. Tôi nghĩ rằng NATO không nên vào Ukraine, đó sẽ là một sai lầm. Chúng ta giúp Ukraine tự vệ, nhưng việc đưa quân vào nước này để chống lại Nga đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra thế chiến ba. Đồng thời, ông cho biết Italia sẽ không triển khai lực lượng vũ trang đến Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến của Kiev. Ngoại trưởng Italia cũng bày tỏ hy vọng các quốc gia NATO sẽ không gửi quân tới Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga. Bình luận của nhà ngoại giao hàng đầu của Italia được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa nhắc đến chủ đề gửi lính phương Tây tới Ukraine trong một cuộc phỏng vấn mới đây với các đài truyền hình TF2 và France 2. Ông Macron thẳng thường mô tả Nga là đối thủ của Pháp, đồng thời lưu ý rằng Paris không gây chiến với Nga mà chỉ ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột. Trước đó, đồng quan điểm với Ngoại trưởng Italia, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng Paris và Warsaw không có quyền lên tiếng thay cho toàn bộ các thành viên của NATO khi các quốc gia này triển khai quân đội của mình tới Ukraine. Ông Crosetto cho biết thêm, động thái này sẽ chỉ đưa đến sự gia tăng căng thẳng và làm tổn thương các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Italia vẫn luôn có các phát ngôn khá thận trọng và ít đề cập tới Moscow. Ngoại trưởng Italy hồi đầu năm nhận định các nước châu Âu cần thành lập lực lượng quân đội chung để gìn giữ hòa bình và ngăn ngừa xung đột. Ông nhận định, trong một thế giới với các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga, cùng với những cuộc khủng hoảng trải dài từ Trung Đông đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chỉ có Liên minh châu Âu EU mới có thể bảo vệ được các công dân Italy, Đức, Pháp hay Slovenia. Nếu muốn trở thành người gìn giữ hòa bình trên thế giới, chúng ta cần có lực lượng quân đội của châu Âu. Đây là điều kiện tiên quyết cơ bản để có thể xây dựng chính sách đối ngoại hiệu quả của châu Âu. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga công bố video hỏa lực tấn công lực lượng Ukraine khi họ xâm nhập gần làng Spodayusno ở vùng Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hành động phủ đầu của các đơn vị Nga đã cản trở một nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột nhập vào khu vực biên giới Liên bang Nga gần khu định cư Spodary ở vùng Bengorod. Theo bộ trên, kết quả của các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh, 195 quân nhân, 5 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe giả phá bom mìn UR-77 và 3 xe công binh quân sự của Ukraine bị tiêu diệt. Các nguồn thạo tin tiết lộ với Đài RT, quân đội Nga đã sử dụng cả hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1 để ngăn chặn cuộc tấn công của binh sĩ Ukraine. TOS-1 là hệ thống pháo phản lực gắn trên một khung xe cơ động có bánh xích. Loại vũ khí được mệnh danh hỏa thần này phóng tên lửa 220mm không điều khiển với đầu đạn nhiệt áp để tiêu diệt thiết bị và công sự của đối phương thông qua các vụ nổ. Trước đó, ba nhóm tay súng ủng hộ Ukraine trang bị vũ khí hạng nặng và tìm cách tiến vào khu vực Kursk và Belgorod. Tuy nhiên, Nga đã đáp trả kịch liệt khiến phía Ukraine mất hơn 230 binh sĩ, 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bresli và 2 xe bọc thép chở quân. Chỉ trong vòng 24 giờ, tỉnh Belgorod đã phải hứng chịu hơn 300 vụ pháo kích của Ukraine, ảnh hưởng đến thành phố Belgorod và 16 khu vực. Đây là mức kỷ lục mới, vượt đáng kể số vụ tấn công trung bình hàng ngày trước đây là nhằm vào từ 3 đến 7 khu vực. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 58 thiết bị bay không người lái UAV tấn công vào 6 tỉnh Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, Leningrad và Ryazan của Nga trong đêm đến dạng sáng hôm 13 tháng 3. Tỉnh trưởng tỉnh Voronezh, ông Alexander Gusev cho biết, tỉnh này hứng chịu nhiều vụ tấn công nhất, Hệ thống phòng không nga bắn hạ 30 UAV trên bầu trời tỉnh này trong một đêm. UAV gây ra một số thiệt hại về nhà cửa, song may mắn không gây thương vong. Riêng tại tỉnh Kursk, lần đầu tiên chính quyền phát đi báo động về nguy cơ tấn công tên lửa. Chỉ trong một ngày, khu vực này bị cảnh báo tới hai lần. Ngoài ra, những cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào nga đã gây ra cháy tại nhà máy lọc dầu Ryazan. Thống đốc tỉnh Ryazan ông Pavel Markov cho biết trên kênh Telegram. Đám cháy này đã được dập tắt và theo thông tin ban đầu, có người thương vong trong vụ này. Ngoại trưởng áo Alexander Schellenberg cho biết, phần lớn các công ty phương Tây vẫn hoạt động ở Nga dù nhiều doanh nghiệp đã tuyên bố rút khỏi nước này. Ông Alexander Schellenberg cho biết, trong cuộc họp báo chung người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại Vienna của Áo, một vài công ty Áo vẫn còn hiện diện tại Nga trong thời điểm hiện tại. Khoảng 95% các công ty phương Tây cũng vậy. Ông nói rằng các công ty Áo tham gia nhiều vào thị trường Nga và Ukraine, đặc biệt Áo là nhà đầu tư lớn thứ sáu vào Ukraine. Ngoại trưởng Áo khẳng định các công ty nước này vẫn tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ những hạn chế mà các nước phương Tây áp đặt với Moscow liên quan tới kế hoạch quân sự tại Ukraine. Cũng tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Stalinberg tuyên bố Áo sẽ tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga với mục tiêu trở nên độc lập 100% về khí đốt vào năm 2027. Ông Charles Bird nhấn mạnh, điều quan trọng trong bối cảnh xung đột hiện nay là Vienna và Washington cần sát cánh cùng nhau. Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Volkswagen, Porsche, Toyota và H&M là một trong số những công ty phương Tây đầu tiên tuyên bố rút khỏi Nga sau khi xung đột nổ ra tại châu Âu vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nước ngoài khác đã chọn ở lại Nga với lựa chọn chuyển sang quyền sở hữu của Nga hoặc đổi thương hiệu. Trước đó, tờ Politico đưa tin Washington gây áp lực buộc một trong những ngân hàng lớn nhất của Áo, Raytheon Bank International, phải rút khỏi Nga. Theo nguồn tin này, quyền trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ Anna Morris cảnh báo nguy cơ bị loại ngân hàng khỏi hệ thống tài chính Mỹ nếu không tuân thủ yêu cầu. Phía Raiffeisen cho biết họ đã phải giảm đáng kể hoạt động ở Nga kể từ tháng 2 năm 2022, nhưng vẫn chưa rút khỏi Moscow vì gần một nửa lợi nhuận năm 2023 của họ đến từ nước này. Trong khi đó, theo tờ Financial Times vào tháng 10 năm 2023, Moscow cấm các công ty nước ngoài rút lợi nhuận khỏi nước này để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, thư ký báo chí điện Kremlin ông Dmitry Peskov đã không xác nhận thông tin này vào thời điểm đó. Bên cạnh đó, kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất, bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Các quan chức và chuyên gia phương Tây cho rằng các lệnh trừng phạt tài chính, kinh tế quân sự và năng lượng áp đặt lên Nga kể từ tháng 2 năm 2022 đã gây tổn hại cho nền kinh tế và năng lực sản xuất vũ khí của Nga, đồng thời sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Moscow trong những năm tới. Nhưng họ thừa nhận những biện pháp hạn chế đã tác động chậm hơn kỳ vọng. Trong khi đó, đối với Nga, việc né tránh các lệnh trừng phạt đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Các quan chức phương Tây cho hay, Điện Kremlin đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Nga tìm kênh thay thế và lách trừng phạt. Moscow đã tăng cường thương mại với Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác, giúp nước này tiếp tục bán dầu mỏ và khí đốt, đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp hàng nhập khẩu quan trọng. Nga đã sử dụng các công ty bình phòng và các nước láng giềng để mua linh kiện sử dụng trong xung đột. Trong một số ít trường hợp, Nga mua linh kiện từ các nhà cung cấp phương Tây kéo theo sự bất đồng về các lệnh trừng phạt ở châu Âu, đã giúp Moscow duy trì nguồn cung cấp quan trọng này. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua thông báo lực lượng nước này đã đẩy lùi những đợt tấn công và nỗ lực xâm nhập, phá hoại của nhóm tay súng từ Ukraine tiến theo hướng Spodorizhino và Kozinka thuộc tỉnh Bengorod, cũng như từ làng Popovka ở phía bên kia biên giới. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn, đối phương mất 30 người, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, một tổ hợp pháo phản rực RM-70 Vampire và một tổ hợp BM-21 Grad. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng công bố video ghi lại cảnh nhóm tay súng từ Ukraine cố gắng xâm nhập làng Kozinka. Video cũng cho thấy ngôi nhà nơi các tay súng ẩn náu, chúng đòn tập kích của Nga cùng ít nhất một xe tăng mắc kẹt dưới hố. Hai tỉnh biên giới Belgorod và Kursk gần đây ghi nhận những vụ tấn công từ dân quân thân Ukraine, trong đó có nhóm quân đoàn tự do Nga FRL. Nga tuyên bố đẩy lùi các đợt xâm nhập, khiến đối phương chịu tổn thất tới hơn 1.500 tay súng và mất nhiều xe tăng thiết giáp. Trước đó, theo ước tính của Moscow, các nhóm dân quân Ukraine đã triển khai hơn 2.500 chiến binh, khoảng 35 xe tăng và khoảng 40 xe bọc thép khác để tấn công nhiều địa điểm dọc biên giới với Nga. Các nhóm dân quân Ukraine đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công. Cơ quan chức năng Nga coi các nhóm này là tổ chức khủng bố. Ở một diễn biến khác, phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm 14 tháng 3, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết đã nhận được một số lời đe dọa liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Nga. Ông nói: "Chúng tôi biết rằng có những kế hoạch thực hiện các hành động chống Nga xung quanh các đại sứ quán và lãnh sự quán của chúng tôi, cũng như nỗ lực đột nhập vào đại sứ quán của chúng tôi." không quá nhiều hành động để có thể làm gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống nhưng những lời đe dọa cũng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn và ảnh hưởng tiêu cực tới tâm trạng của chúng tôi Trước đó, Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Nga, Masuz Zadayev nói với hãng tin TASS rằng, ông dự đoán sẽ có các cuộc tấn công quy mô lớn của hacker vào cơ sở hạ tầng của hệ thống bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống. Hơn 94.000 điểm bỏ phiếu trên toàn nước Nga sẽ lần lượt mở cửa vào lúc 8 giờ giờ địa phương và đóng cửa lúc 20 giờ. Đây là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 trong lịch sử nước Nga hiện đại. Tổng cộng có 295 điểm bỏ phiếu sẽ được mở ở 144 quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài. Truyền thông Nga cho biết đây sẽ là cuộc bỏ phiếu tổng thống lần đầu tiên sử dụng các công nghệ mới nhất đã được thử nghiệm trong các cuộc bầu cử cấp thấp hơn trước đó. Kết quả bỏ phiếu trực tuyến sẽ được công bố vào khoảng 22 giờ đến 23 giờ ngày 17 tháng 3, theo giờ Moscow. Ukraine một lần nữa chiếm tỷ trọng đáng kể trong báo cáo thường niên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khi xung đột với Nga bước sang năm thứ ba, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg một lần nữa kêu gọi các thành viên trong khối tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Người đứng đầu NATO kêu gọi các đồng minh tăng cường cung cấp thêm đạn dược cho Ukraine, lập luận rằng họ có khả năng cung cấp nhiều hơn cho Ukraine và cần thể hiện ý chí chính trị để làm như vậy. Nhưng ý chí chính trị lại là thứ đang bị nghi ngờ nhiều nhất. Đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết tại một sự kiện rằng một nửa số hỗ trợ quân sự mà phương Tây hứa với Ukraine không đến đúng thời hạn, làm phức tạp thêm nhiệm vụ của các nhà hoạch định quân sự và cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống của binh sĩ Ukraine trong cuộc xung đột chống lại Nga. Một đoạn ghi âm bị dò dỉ hồi đầu tháng này, trong đó các quan chức quân sự Đức thảo luận về nhiều vấn đề, từ khả năng chuyển tên lửa hành trình Taurus tới Kiev cho đến sự hiện diện của quân nhân Anh ở Ukraine, đã làm dậy sóng ở cả đôi bờ Đại Tây Dương. Trong khi Moscow tuyên bố, cuộc thảo luận chứng tỏ rõ ràng sự tham gia của tập thể phương Tây, bao gồm cả Berlin, trong cuộc xung đột ở Ukraine, Đức cho biết vụ dò dỉ là một cuộc tấn công thông tin sai lệch hỗn hợp của Nga nhằm mục đích gieo rắc sự bất hòa trong lòng nước Đức và giữa nước này với các đồng minh. Một điều rõ ràng là chính quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tỏ ra rè rặt trong việc thúc đẩy gia tăng của khủng hoảng Ukraine. Ông mesen Malub, cựu nhà phân tích chính sách an ninh cấp cao của Lồng Nam Góc cho biết trong một cuộc phỏng vấn với China Media Group rằng việc phương Tây liên tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể gây phản tác dụng. Hơn nữa, ông Malub cho biết thêm, Việc phương Tây đùa với lửa sẽ không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế, ngành công nghiệp và đời sống người dân của chính họ, mà còn mang đến cho họ những hậu quả địa chính trị khủng khiếp. Tuy nhiên, báo cáo mà ông Stoltenberg trình bày cũng nhắc lại quan điểm của NATO rằng Ukraine nên trở thành thành viên của liên minh, dù vẫn giữ cách nói mơ hồ rằng điều đó sẽ xảy ra khi các điều kiện được đáp ứng. Cho đến lúc đó, báo cáo kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine và tăng chi tiêu quốc phòng cho các thành viên từ năm 2024 trở đi. Cuộc xung đột nga ukraina là một trong những lý do khiến NATO tăng chi tiêu quân sự trong những năm gần đây. Báo cáo cũng cho biết 2 phần 3 số đồng minh sẽ đạt được mục tiêu 2% vào năm 2024. Tuy nhiên, khoảng cách giữa dự kiến và thực tế là một chặng đường dài. Bên cạnh đó, các nhóm binh sĩ Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở biên giới Nga. Các đợt tấn công của Ukraine đi kèm với pháo kích vào các khu vực dân sự, bao gồm cả việc bắn vào thành phố Pengorod. Giao tranh chính diễn ra ở gần làng Spodarusino thuộc vùng Belgorod. Theo hướng này, các lực lượng Ukraine phải chịu tổn thất nặng nề về trang thiết bị và nhân lực, bao gồm cả những chiếc xe tăng quý giá của nước ngoài và các phương tiện ra phá bom mìn. Hướng tấn công chính thứ hai của Ukraine là làng Konjinka ở vùng Belgorod. Trước các đợt tấn công của Ukraine, quân đội Nga cũng đã đáp trả dữ dội. Theo SF, lực lượng Nga được nhận định là đã đẩy lùi cuộc tấn công trên bộ và chặn đứng những nỗ lực gửi quân tiếp viện của Ukraine qua biên giới kết quả là lực lượng đổ bộ Ukraine bị đẩy lùi. Trong quá trình hoạt động ở biên giới Nga, quân đội Ukraine đang cố gắng sử dụng máy bay cất cánh từ sân bay Kharkov. Một số máy bay trực thăng MI-8 của Ukraine hoạt động liên tục tại sân bay. Một chiếc trực thăng Super Puma do Pháp sản xuất cũng được phát hiện ở đó. Máy bay Ukraine chủ yếu tham gia vào việc sơn tán các chiến binh bị thương khỏi khu vực biên giới. Theo SF, bất chấp mọi nỗ lực và số lượng lớn lực lượng, phương tiện tham gia, các vị trí quân sự của Ukraine vẫn ở vị trí cũ như trước cuộc tấn công, tức là bên ngoài biên giới Nga. Nhà phân tích quân sự nổi tiếng người Nga, biên tập viên tạp chí kho vũ khí của Tổ quốc, ông Alexei Leokhov đã chia sẻ tầm nhìn của mình về lợi thế của hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard so với những tổ hợp phòng thủ tên lửa có tên viết tắt là BMD của Mỹ. Theo ông Leokhov, vũ khí siêu thanh của Nga vượt xa đáng kể khả năng đánh chặn đối với mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại của Mỹ cả về tốc độ cũng như khả năng cơ động. Nhà phân tích chỉ ra rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ bắt đầu được phát triển từ năm 2002, không có khả năng chống lại Avangard một cách hiệu quả do thiếu hệ thống radar thế hệ mới đủ sức phát hiện theo dõi chuyến bay và chỉ đạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh của Nga. Vị chuyên gia nhấn mạnh, toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, kể cả triển khai trên biển cũng như đất liền, đều chưa thể đáp ứng một cách thỏa đáng trước những thách thức do Avangard tạo ra. Chính vì vậy, đầu đạn tên lửa siêu thanh của Nga hiện có thể dễ dàng xuyên thủng lá chắn phòng thủ do Mỹ thiết lập và giúp Moscow đạt được mục tiêu quân sự của mình. Avangard là tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Nga phát triển. Đây là một trong 6 loại vũ khí thế hệ tiếp theo được Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả trong bài phát biểu vào tháng 3 năm 2018. Avangard có tầm bắn hơn 6.000 km, nặng khoảng 2 tấn và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân. Một báo cáo của TASS cho biết đầu đạn hạt nhân của Avangard có sức công phá tương đương 2 megaton. Loại tên lửa này được bắn ra ngoài bầu khí quyển trái đất trước khi tấn công nhiều mục tiêu trên thế giới trong vòng chưa đầy 30 phút với tốc độ 9,5 km một giây, nghĩa là gấp hơn 27 lần tốc độ âm thanh, khoảng hơn 33.000 km h Khả năng cơ động này làm quỹ đạo của Avangard trở nên khó đoán, khiến nó trở thành một vũ khí được coi là bất khả chiến bại. Avangard tận dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SS-19 Stiletto làm động cơ đẩy để đưa tên lửa lên độ cao thích hợp. Tên lửa này có thể cơ động độc lập và di chuyển theo quỹ đạo phi đạn đạo về phía mục tiêu. Sau khi tăng tốc lên mức cực đại dưới quỹ đạo khoảng 100 km, vũ khí sẽ tách ra khỏi tên lửa. Avangard sẽ lao xuống mục tiêu trong bầu khí quyển. Đến tháng 11 năm 2023, ước tính Nga có tổng cộng 10 tổ hợp Avangard đang hoạt động. Tên lửa Avangard đã được phóng thành công 5 lần từ năm 2018 đến năm 2020, nhưng kể từ đó tới nay chưa có tuyên bố chính thức nào về các vụ phóng tiếp theo. Ngày 15 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này về SRF đã phá hủy hai hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, VSRF còn phá hủy các bệ phóng hệ thống rocket hàng loạt HIMARS và hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine cùng các trạm radar. Theo bộ trên, những thành công này đã chứng tỏ hiệu quả cao của quân đội Nga trong việc chống lại các thiết bị quân sự tiên tiến mà các đối tác phương Tây cung cấp cho quốc gia Đông Âu. Bộ trên khẳng định, việc phá hủy các hệ thống Patriot, tượng trưng cho công nghệ quân sự tiên tiến của Mỹ cho thấy rõ khả năng của quân đội Nga trong việc thích ứng với các thách thức trên chiến trường hiện nay và sử dụng hiệu quả các khả năng sẵn có của mình để đạt được các mục tiêu chiến lược. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo ngăn chặn hoàn toàn mọi nỗ lực xâm nhập của các lực lượng vũ trang Ukraine VSU vào khu vực biên giới ở các tỉnh Belgorod và Kursk nhờ các hành động phối hợp và kịp thời của quân đội Nga và các đơn vị biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, Moscow đã có thể ngăn chặn mọi nỗ lực xâm phạm biên giới để đẩy lùi các cuộc tấn công, không quân và pháo binh đã được sử dụng, gây tổn thất đáng kể cho phía Ukraine. Bộ này khẳng định đã loại bỏ hơn 550 binh sĩ Ukraine, phá hủy 16 xe tăng và 19 xe chiến đấu, trong đó có 11 xe chiến đấu bộ binh Bradley, hiện đại do Mỹ sản xuất, cùng với 15 ô tô. Cũng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày 15 tháng 3, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire đã bị ngăn chặn. Các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 7 tên lửa phóng loạt trên vùng Bengorod. Hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire là phiên bản được sửa đổi, có tầm bắn xa hơn của grasmler Vampir MRRS được sản xuất tại Cộng hòa Séc và được cung cấp cho Ukraine từ năm 2022. RM-70 Vampir có cỡ nòng 122mm do công ty quân sự Excalibur Army thiết kế và sản xuất, được thiết kế dựa trên khung gầm xe tải Tatra 813 8x8, sử dụng động cơ diesel Tatra T3C. Công suất 360 mã lực cho phép RM-70 Vampir di chuyển với tốc độ tối đa 85 km h tầm hoạt động 1.000 km. Kết cấu của RM-70 Vampire gồm hai phần, phía trước là cabin được bọc giáp bảo vệ an toàn cho binh sĩ, trước vũ khí, bộ binh nhẹ lẫn, mảnh bom, pháo. Phần phía sau của tổ hợp được lắp đặt 40 ống phóng rocket cỡ 122mm. RM-70 Vampire có chiều dài 2,87m, trọng lượng 66,35kg, trong đó đầu đạn nặng 18,4kg, tầm bắn tối đa 20km. Ngoài ra, RM-70 Vampire cũng có thể bắn cả đạn trùm, đạn cháy và đạn chiếu sáng. RM-70 Vampire có thể sẵn sàng khai hỏa trong vòng chưa đầy 2,5 phút và mất 3 phút để xe rời khỏi vị trí chiến đấu. Hệ thống tên lửa này có thể bắn 40 quả rocket trong vòng chưa đầy 30 phút. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây tuyên bố Ukraine phải giành lại quyền kiểm soát tất cả các vùng lãnh thổ mà nước này từng nắm giữ, bao gồm cả bán đảo Crimea nếu không sẽ không thể có hòa bình lâu dài. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với các đài truyền hình TF2 và France 2, tổng thống Macron mô tả Nga là đối thủ của Pháp, đồng thời ông khẳng định Pháp không hề gây chiến với Nga mà chỉ ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột. Tổng thống Macron cho hay, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giúp Ukraine chống lại Nga, không thể có hòa bình lâu dài nếu không có chủ quyền, nếu không có sự quay trở lại biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine, bao gồm cả Crimea. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã thẳng thừng tuyên bố Pháp đang chiến đấu chống lại Nga ở Ukraine một cách gián tiếp, và những tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron cho thấy ông không ngại việc tăng mức độ tham chiến. Ông Peskov nói rõ ràng Pháp đang coi nga là đối thủ bởi vì Pháp đã tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Trên thực tế, nước này đã gián tiếp tham gia vào cuộc chiến này và xét theo tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron, ông ấy thực sự không ngại tăng mức độ tham chiến. Trước đó, Tổng thống Pháp cũng đã đưa ra nhiều tuyên bố thu hút sự chú ý của dư luận. Tháng trước, ông nói rằng ông không loại trừ khả năng binh lính NATO sẽ được gửi đến Ukraine. Một số nước đã lên tiếng phản đối ý tưởng này, nhưng số khác, đặc biệt là các quốc gia Đông Âu, bày tỏ ủng hộ. Ông Macron đã rút lại quan điểm này một vài ngày sau đó. Crimea đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Bán đảo này không chỉ có giá trị biểu tượng mà còn có tầm quan trọng về mặt chiến lược, đóng vai trò là trung tâm hậu cần trung tâm của Nga cho lực lượng quân sự của nước này ở miền nam Ukraine. Thời gian gần đây, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công vào Crimea. Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirin Budanov trước đó tuyên bố, các cuộc tấn công gần đây của Kiev và Crimea đang mở đường cho một hoạt động nghiêm túc trên bán đảo này. Các vùng Donetsk, Lugansk cùng Zaporizhia và Kherson trước đây của Ukraine đã sáp nhập vào Nga từ cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân Ý gây tranh cãi. Nga nhiều lần nhấn mạnh chủ quyền đối với Crimea và các vùng lãnh thổ khác sẽ không được đem ra để đàm phán. Và đến đây thì những cập nhật mới nhất về những diễn biến chiến sự thế giới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.